Xin chào thầy và các bạn, em tên là Đan Thùy. Hôm nay em sẽ đại diện nhóm 9 lớp IGK46 trình bày phần mọc tóc ở người hói đầu. Tình trạng hói đầu hay mắc tóc là một vấn đề thường gặp ở nhiều người, đặc biệt ở độ tuổi từ 40 đến 50. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này bao gồm di truyền, stress, yếu tố ăn uống và các vấn đề sức khỏe khác. Tuy nhiên, vẫn có những giải pháp để giúp mọc tóc lại như sử dụng các loại thuốc hoặc thực hiện các liệu pháp kích thích mọc tóc. Chúng ta sẽ tìm hiểu về tổng quan về prostaglandin và tiêm tiểu cầu kích thích mọc tóc. Về prostaglandin, prostaglandin là một thành phần hóa học tự nhiên có trong cơ thể với vai trò kích thích mọc tóc. Nó có tác dụng tăng cường lưu thông máu đến nang tóc, giúp tóc mọc dày và chắc khỏe hơn. Tiêm tiểu cầu kích thích mọc tóc. Tiêm tiểu cầu kích thích mọc tóc là một phương pháp sử dụng máu tự thân của người bệnh, được chiết tách các tiểu cầu với các yếu tố tăng trưởng để kích thích nang tóc phát triển. Cả hai phương pháp đều được ứng dụng để điều trị tình trạng rụng tóc và kích thích mọc tóc mới, nhưng có những ưu và nhược điểm riêng biệt. Việc lựa chọn phương pháp thích hợp phụ thuộc vào nhiều yếu tố như độ tuổi, tình trạng sức khỏe, nguyên nhân gây rụng tóc và đáp ứng của cơ thể với từng phương pháp điều trị. Đầu tiên là về ưu điểm và nhược điểm của prostaglandin. Về ưu điểm, prostaglandin là một sản phẩm phục hồi hiệu quả, giúp kích thích mọc tóc và cải thiện mật độ tóc. Nó an toàn và ít có tác dụng phụ. Về nhược điểm, prostaglandin có thể gây kích ứng da đầu và hiệu quả chậm hơn so với tiêm tiểu cầu. Kết quả phụ thuộc vào tình trạng rụng tóc và mức độ hói đầu của mỗi người. Về ưu điểm và nhược điểm của tiêm tiểu cầu kích thích mọc tóc. Về ưu điểm, tiêm tiểu cầu có thể kích thích mọc tóc nhanh chóng và có hiệu quả tốt, đặc biệt ở những vùng bị cạo quá nhiều. Quy trình tiêm không cần phẫu thuật nên không xâm lấn và ít tác dụng phụ. Về nhược điểm, chi phí tiêm tiểu cầu tương đối cao, có thể cần tiêm nhiều lần lặp lại để duy trì kết quả. Mức độ mọc tóc lại không đồng đều và có thể không bền vững. Lưu ý, việc tiêm tiểu cầu đòi hỏi kỹ thuật cao và phải do bác sĩ chuyên khoa thực hiện, không nên tiêm tại nhà. Ở những người từ 40 đến 50 tuổi thì tình trạng hói đầu rất là phổ biến và nó sẽ có ảnh hưởng như thế nào đến việc mọc tóc? Tăng nguy cơ rụng tóc. Khi bước vào độ tuổi từ 40 đến 50, cơ thể con người bắt đầu trải qua những thay đổi sinh lý. Điều này có thể dẫn đến tình trạng rụng tóc gia tăng do quá trình lão hóa, stress và yếu tố nội tiết tố, chậm hơn quá trình tái tạo tóc. Tình trạng tóc lão hóa cũng làm chậm quá trình tái tạo tóc, khiến mọc tóc trở nên chậm chạp hơn so với giai đoạn thanh niên. Ảnh hưởng của yếu tố di truyền. Ở độ tuổi này, các yếu tố di truyền có thể bắt đầu phát huy tác dụng, làm tăng nguy cơ hói đầu ở nam giới. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn phương pháp như là mức độ nghiêm trọng, tốc độ mọc tóc, độ tuổi và tình trạng sức khỏe. Đầu tiên là về mức độ nghiêm trọng. Tình trạng hói đầu càng nghiêm trọng, do đó cái việc lựa chọn phương pháp điều trị càng được cân nhắc kỹ lưỡng. Tốc độ mọc tóc, một số người có tốc độ mọc tóc chậm hơn, vì vậy phải lựa chọn phương pháp phù hợp. Về độ tuổi ảnh hưởng đến khả năng mọc tóc và hiệu quả của các phương pháp điều trị. Tình trạng sức khỏe tổng thể của người bệnh cần được xem xét khi lựa chọn phương pháp. Hiệu quả của prostaglandin ở độ tuổi từ 40 đến 50. Prostaglandin được chứng minh là có hiệu quả tốt trong việc kích thích mọc tóc ở độ tuổi 40 đến 50. Nó giúp tái kích hoạt và duy trì chu kỳ sống của tóc, từ đó thúc đẩy tăng trưởng mới. Đặc biệt độ tuổi này thường có xu hướng rụng tóc do nội tiết tố, stress và các yếu tố môi trường. Prostaglandin đã được chứng minh là có thể đảo ngược quá trình này và mang lại hiệu quả tốt. Hiệu quả của tiêm tiểu cầu kích thích mọc tóc ở độ tuổi từ 40 đến 50. Tiêm tiểu cầu kích thích mọc tóc được xem là một trong những phương pháp hiệu quả cho người hói đầu ở độ tuổi trung niên. Liệu pháp này kích hoạt các tế bào gốc để thúc đẩy quá trình tái tạo và phát triển của nang tóc, từ đó giúp tái sinh và mọc tóc mới. Các nghiên cứu cho thấy, ở người hói đầu từ 40 đến 50 tuổi, tiêm tiểu cầu có thể mang lại kết quả tốt, tăng cường mật độ và độ dày của tóc trong khoảng thời gian từ 6 đến 12 tháng. Chúng ta sẽ so sánh và đánh giá hai phương pháp. Hiệu quả mọc tóc, prostaglandin có thể
kích thích mọc tóc tốt hơn, đặc biệt ở những người bị rụng tóc ở giai đoạn đầu. Viêm tiểu cầu thì lại có hiệu quả hơn với những người bị rụng tóc nhiều và lâu năm. Về an toàn và tác dụng phụ, prostaglandin có tác dụng phụ ít hơn như kích ứng da đầu, đau, ngứa. Viêm tiểu cầu có thể gây sưng tạm thời và đau nhất tại chỗ tiêm. Về chi phí và tính bền vững, prostaglandin có giá thành rẻ hơn nhưng cần phải áp dụng liên tục. Tuy nhiên thì tiêm tiểu cầu nó có chi phí cao hơn nhưng hiệu quả của nó lại lâu dài hơn. Chúng ta sẽ đến bước là kết luận và khuyến nghị. Lựa chọn phương pháp phù hợp tùy thuộc vào tình trạng độ tuổi của tùy người mà mình sẽ lựa chọn là prostaglandin hay là tiêm tiểu cầu kích thích mọc tóc. Về tác động của độ tuổi, ở độ tuổi từ 40 đến 50, việc mọc tóc có thể gặp nhiều thách thức hơn do sự suy giảm tự nhiên của các cái tuyến tiết và lưu thông máu ở da đầu. Về hiệu quả tổng thể, prostaglandin có thể mang lại hiệu quả tốt hơn về lâu dài, trong khi tiêm tiểu cầu thì lại có tác dụng nhanh chóng nhưng hiệu quả có thể giảm dần theo thời gian. Về vai trò của bác sĩ sẽ đánh giá tình trạng cụ thể và tư vấn phương pháp thích hợp. Phần trình bày của em là hết. Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe.